Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 3, chương trình có những thông tin chính sau đây. Tàu cá của hai ngư dân xã Do Việt, huyện Do Linh đã trúng đậm mẻ cá bè gần 150 tấn. Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Mục sự kiện bình luận: thực hiện tốt bộ tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và 45 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, chiều tối qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, khu di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị và bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn đã đến dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong với tất cả lòng thành kính và biết ơn. Đồng chí Lê Duẩn là người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị và thực hiện nghi lễ thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn. Các hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Quảng Trị và Trung tâm Xúc tiến Du lịch về việc tuyên truyền kỷ lục Việt Nam vừa xác lập đối với món ăn bún hến mai xá. Trước đó, món ăn bún hến mai xá vinh dự được công nhận vào top 100 món ăn ẩm thực đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 theo bộ tiêu chí công bố giá trị ẩm thực đặc sản Việt Nam theo quyết định số 049 KLVN top 2016 của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trong hành trình tìm kiếm quảng bá ẩm thực đặc sản Việt Nam. Bún hến mai xá là một đặc sản của làng mai xá ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, là một món ăn dân dã không cầu kỳ nhưng mang hương vị đặc trưng riêng của một vùng quê Quảng Trị. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm sốt vàng da trên thế giới và có nguy cơ xâm nhập vào lãnh thổ nước ta, đặc biệt là qua các cửa khẩu quốc tế, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quảng Trị đã tăng cường triển khai các biện pháp nhằm chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh ở hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lây. Theo đó, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quảng Trị thực hiện đo thân nhiệt 100% hành khách nước ngoài tại Quốc Môn trước khi làm thủ tục nhập cảnh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Nếu phát hiện hành khách nhập cảnh có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh, sẽ thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa phát hiện hành khách nào có dấu hiệu mắc các bệnh dịch trên. Sau nhiều ngày đánh bắt, tàu cá của gia đình hai cha con ngư dân Lê Hoàng và Lê Tuấn trú tại xã Do Việt, huyện Do Linh đã trúng đậm mẻ cá bè với số lượng gần 150 tấn. Mẻ cá bè do tàu cá của gia đình ông Lê Hoàng và Lê Tuấn đánh bắt được tại khu vực gần đảo Cồn Cỏ, cách bờ khoảng 14 hải lý. Số lượng mẻ cá bè ước chừng gần 150 tấn. Đây được xem là mẻ cá lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại cảng cá cửa Việt. Mỗi con cá đưa vào bờ nặng từ 5 đến 6 kg, với giá bán hiện nay khoảng 40.000 đồng 1 kg. Ước tính mẻ cá bè lần này có giá trị từ 5 đến 6 tỷ đồng. 8 giờ ngày mà quá, thì ông Tuấn ông đang dò mẻ cá. Đang ông đi dò mẻ cá thì gặp mẻ cá lớn. Chắc mẻ cá này là lớn nhất rồi. Thì ông xong ông từ ông làm ông vây. Ông vây được thì trong mẻ cá đã quá dai quá nhiều. Ông lại không lên, ông kêu đoàn mình, đoàn chúng tôi là ra để hỗ trợ với ông để lấy được mẻ cá này. Đó, mà trong lúc là tôi đã lấy đầu tiên, còn sau này còn 4-3 chiếc xong ngoài đang hỗ trợ với ông nữa. Chắc từ thực tế đấy là chắc cái mẻ cá này là của ông Tuấn này là ông ở đầu tiên đấy. Đây là tin vui từ một vùng mùa đi biển mới, đặc biệt sự trở lại của ngành đánh bắt hải sản sau một năm gặp nhiều khó khăn. Trường Trung học Phổ thông Lê Thế Hiếu, xã Cam Chín, huyện Cam Lộ đã tổ chức tưởng niệm giao lưu với cựu chiến binh bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhân kỷ niệm 29 năm ngày cuộc chiến đấu bảo vệ đảo. Qua đó góp phần giúp các học sinh có thể hình dung và cảm nhận sâu sắc được những giá trị của lịch sử. Một không khí Gạc Ma được tái hiện trang nghiêm và khá sinh động tại sân trường Trung học Phổ thông Lê Thế Hiếu.
Đó là bức tranh người lính giữ chặt lá quốc kỳ Việt Nam để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Đó là những ngọn nến lung linh và khói hương nghi ngút cùng tên tuổi của 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma 14 tháng 3 năm 1988. Và hai nhân chứng lịch sử của một sự kiện từ 29 năm trước, đó là cựu chiến binh Trần Thiên Phùng quê ở Quảng Trị và cựu chiến binh Lê Hữu Thảo quê ở Quảng Bình. Họ đã kể lại những khoảnh khắc và thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Khoảng 6 rưỡi, 7 giờ là tôi nghe tiếng súng. Nó bắn dục dập vào tàu 64, nó bắn gãy ngang tàu luôn á. Thì khoảng 7 rưỡi tàu tôi chìm. Thì tôi lúc đó là bị thương ở tay. Thì tôi đang lên đến trên biển cho từ 7 rưỡi cho tới 5 rưỡi chiều đi bắt làm tù binh gần 4 năm. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1991 đó, chúng tôi được trao trả tại Hữu Nghị Quán. Câu chuyện của 29 năm trước của những người lính chống giặc ngoại xâm đã tác động đến tâm tư tình cảm của những giáo viên học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Thế Hiếu. Lịch sử đã trở nên gần gũi, chân thực và đầy cảm xúc cho cả người truyền đạt lẫn người nghe. Qua cuộc sinh hoạt hôm nay thì nó là tiếp thêm cho cháu những kiến thức rất là bổ ích về cuộc chiến ở đảo Gạc Ma. Hôm nay được các anh những người đã trực tiếp chiến đấu ở trên đảo kể thì chúng tôi cũng có hiểu biết được nhiều hơn, và qua đó tôi thấy mình cũng thấy có trách nhiệm trong việc giáo dục các em lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, và đặc biệt là nhắc nhở các em luôn phải cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để xứng đáng với công lao của các anh. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng có những điều thuộc về lịch sử, đặc biệt là lịch sử chống giặc ngoại xâm, những cuộc chiến bảo vệ tổ quốc như cuộc hải chiến Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì không thể phai mờ, bởi vì bảo vệ tổ quốc luôn là điều thiêng liêng nhất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người dân thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh đã cùng nhau tham gia lễ hội cầu ngư của người dân sông nước Làng Tùng. Sau nhiều năm bị lãng quên, lễ hội cầu ngư đã được tổ chức lại với mong muốn cầu một năm mưa thuận, gió hòa, được mùa cá tôm, đồng thời góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn xưa. Trong không gian văn hóa Làng Tùng, từ những bậc cao niên đến trẻ nhỏ, từ bà con làng xóm đến con em xa quê, ai nấy đều hào hức mong chờ một ngày hội tưởng như chỉ còn trong quá vãng. Lễ hội cầu ngư vốn là một trong những lễ hội truyền thống của người dân thôn Tùng Luật để cầu một năm mưa thuận gió hòa, trời yên bể lặng, được mùa cá tôm. Được sự hỗ trợ của các ngành cấp trên, của các lãnh đạo cấp trên để cho làng tổ chức được làm trở lại những ngày hôm trước đây, những năm trước đây trong cái truyền thống ngày cầu mùa của làng. Và hôm nay tôi rất rào rực, vui vẻ, thấy rằng làng được sống lại những cái ngày tháng của ngày xưa. Lễ hội được bắt đầu với màn rước kiệu tạ ơn ngày khai khẩn ra Làng Tùng. Ở đó, người dân cùng nhau cảm tạ công ơn của người làm nên một làng chài ven sông yên bình và tươi đẹp. Sau lễ rước kiệu, người dân và con em xa quê đã cùng nhau sống trong một không gian lễ hội đậm chất Làng Tùng với những làn điệu dân ca, chèo cạn, ca ngợi quê hương, cầu mong một năm may mắn, thành công. Hiện nay bà con đang cũng tiếp tục để là phát huy cái nghề là truyền thống của mình là trên sông nước, cho nên cái lễ hội cầu mùa vừa là để là cầu một cái mùa làm ăn may mắn, nhưng mà cũng đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng thể hiện cái tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân ở trong địa phương. Sau lễ hội này, những người dân sống nghề chài lưới lại tiếp tục với nghề đánh bắt trên vùng cửa sông, cửa biển và vươn ra ngư trường lớn. Còn những người từ xa xôi trở về quê hương sẽ có thêm hành trang để tự hào về một vùng đất nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp, từ đó mang trong mình ý thức để bảo tồn và phát huy. Thưa quý vị và các bạn, năm 1976, trong một lần về thăm quê hương Quảng Trị, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đến thăm nông trường Tân Lâm và căn dặn về miền Nam xây dựng một nông trường tuy nhỏ nhưng tốt thì quý lắm. Hơn 40 năm trôi qua, lời dạy của người vẫn được các thế hệ cán bộ công nhân nông trường Tân Lâm và nhân dân xã Cam Thành khắc ghi, ra sức xây dựng quê hương mình giàu. Năm 1976, khi đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm nông trường Tân Lâm,
Ông Đỗ Tấn Việt ở thôn Tân Xuân, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, lúc bấy giờ là cán bộ đoàn của nông trường, được phân công làm nhiệm vụ trang trí hội trường để đón tiếp. Nhờ đó, ông đã được gặp và nghe những lời động viên căn dặn của Tổng Bí thư. Hơn 40 năm qua, giờ tuổi đã cao nhưng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Bác người căn dặn là làm như vậy là nông trường làm như thế là cũng tốt rồi, thì cố gắng mà phát huy. Sau đó là cụ giao cái nhiệm vụ là nói chung là mở một cái chiến dịch gọi là chiến dịch Lê Duẩn khai hoang phục hỏa ở cái đồi xế bây giờ là đang trong cao su đó, điểm tài điểm cao 21 đó. Hai nữa là cụ có nói là làm sao để trồng được một là gốc sắn 5 cân, tức là một hecta là có 10.000 gốc, tức là 50 tấn. Thì khi đó là cái giống H34 cao sản bây giờ của mình đấy là xuất phát từ cái câu nói của cụ đó. Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, hơn 40 năm qua, cán bộ công nhân nông trường Tân Lâm và nhân dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ ra sức lao động khai hoang phục hỏa đất đai để xây dựng nông trường cũng như xây dựng quê hương. Đồi xe trong chiến dịch Lê Duẩn, theo lời kể của ông Đỗ Tấn Việt, nay là thôn Tân Phủ, xã Cam Thành, hôm nay đã phủ một màu xanh bản ngàn của cao su, hổ tiêu, cây ăn quả. Chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm là một trong những người đi khai phá đất đai, mở rộng sản xuất. Theo chiến dịch này, giờ đã xây dựng được kinh tế gia đình vững chắc với mô hình phát triển đa cây đa con. Chúng tôi đã là tập trung là khai hoang phục hỏa, mở rộng diện tích trồng tiêu và cao su. Mặc dù đời sống lúc đó rất là cực khổ, chỉ có ăn rau má với cơm, nhưng là mọi người rất là đoàn kết, đã là ra sức phấn đấu và làm. Hiện nay đến nay thì tiêu và cao su cũng đã phủ xanh đôi trọc. Gia đình tôi thì cũng trồng được là gần 1 hecta tiêu, vậy là cao su, được hồ cá. Đời sống kinh tế hiện nay là có khá hơn. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cán bộ và nhân dân Cam Thành đã ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế. Nhiều loài cây con chủ lực, hiệu quả cao được đưa vào sản xuất. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại ngày càng nhiều. Thu nhập bình quân đầu người gần 27 triệu đồng một người một năm. Xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều tháng qua, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ủng hộ và đồng tình cao với đề án và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đề án chuẩn bị triển khai xung quanh công tác xây dựng đảng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, những nội dung của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 khóa 16 vừa diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2017 được các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là những đột phá trong công tác xây dựng đảng. Một sự kiện bình luận tuần này, chúng tôi xin được trở lại vấn đề này qua phần trình bày của Như Quỳnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi diễn ra Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị lần thứ 8, khóa 16, ngày 4 tháng 3 tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng. Đây là một hội nghị có nhiều nội dung rất quan trọng. Theo đó, năm 2017, năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12 của đảng, ngành tổ chức xây dựng đảng quyết tâm thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Toàn ngành tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội lần thứ 12 về xây dựng đảng, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng phải chủ động xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, hội nghị đã đặt vấn đề cho việc tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa gắn với chất lượng công tác. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi muốn dành một ít thời lượng để trở lại hội nghị quan trọng này. Bởi vì tại đây, trong phần trình bày báo cáo kinh nghiệm từ địa phương của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã tạo được sự quan tâm chú ý với hội nghị cũng như với báo chí. Đó là sau đại hội Đảng bộ lần thứ 16 của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, giảm định tính.
Ngoài ra, Quảng Trị cũng đang ráo riết triển khai cơ chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh bức xúc của nhân dân. Qua đó cũng là một kênh để đánh giá năng lực phẩm chất của những người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền. Như vậy, việc thực hiện bộ quy chế và tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực sự là mũi đột phá về công tác cán bộ ở địa phương, đồng thời là một minh họa tốt cho chủ trương lượng hóa tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng. Tinh thần này tiếp tục được cụ thể hóa ở một trong ba nội dung của hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 8, khóa 16 diễn ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2017. Đó là việc ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc lãnh đạo địa phương với những điều khoản cụ thể về thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác năm 2017. Đây là điểm mới trong công tác xây dựng đảng, chữ ký của người đứng đầu cấp ủy trở thành một cam kết chính trị, một động thái được công khai trước toàn đảng, toàn dân để từ đó những nội dung của cam kết được thực hiện sẽ tạo ra quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị, nhất là nỗ lực của người đứng đầu cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Và đương nhiên, nếu quá trình tổ chức thực hiện không tốt, thì tập thể Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 được Ban Thường vụ tỉnh ủy xác định là năm trọng tâm về công tác cán bộ. Bác Hồ đã dạy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nhưng qua thực tế tổ chức chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ tỉnh ủy vẫn nhìn thấy trong hệ thống vẫn còn những tồn tại, hạn chế, thiếu tính chiến đấu hoặc chưa quyết liệt. Từ đó góp phần tạo ra những điểm nghẽn, những lực cản của tiến trình đổi mới. Trả lời báo chí bên lề hội nghị quan trọng này, một số đồng chí bí thư huyện, thành thị ủy tỏ ra tự tin, phấn khởi khi đón nhận và thực hiện chủ trương này. Một số đồng chí cho rằng đây là một thử thách. Đúng vậy, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, mọi cán bộ đảng viên đều coi đó luôn là một thử thách nhưng phải vượt qua. Là người được giao trọng trách đứng mũi chịu sào thì thử thách càng lớn. Bởi như một con tàu, đầu tàu phải chuyển động mạnh mẽ mới kéo cả con tàu phải về đích thành công trên mỗi chuyến hành trình. Khi phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa yêu cầu quyết tâm chính trị phải được thực hiện bằng hành động cụ thể. Nếu chỉ quyết tâm mà không hành động thì không bao giờ thay đổi được. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã cảm nhận được một cung cách điều hành, vận hành mới, nói đi đôi với làm của lãnh đạo tỉnh và cũng đang rất kỳ vọng, chờ đợi. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc một sự kiện bình luận tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.